Đây là hậu cần nhà bếp. Chị, sao không thấy chị lên? Đây là chuẩn bị mấy phần quà cho khách về nè các bạn. Có bánh tét không? Bánh tét anh đang tét cho rồi. Đây là bánh tét thì cũng đã phân phát cho rồi. Đây là bánh tét này các bạn. Dạ mai mới về con. Con dùng cơm chứ? Rồi. Đây là bánh tét là thành quả là đám giỗ mình gói để về tặng cho những trước cúng là cũng khao là tặng. Đây là cô này là cũng tham gia gói bánh tét nè. Bất cả hả? Có nhiều cô gái là dạ. Có nhiều rồi chạy trốn mất tiêu. Đâu 4:30 rồi. Chạy trốn mất tiêu. Nhưng mà chuyện qua bên kia đi xúc cái rô non. Chuyện bữa chuyện qua bên kia kìa chứ đâu phải trốn đâu. Đi xúc được gần cả chục ký con. Cái rau non á, rồi cũng chiên xù nhậu mới, còn mới đông đá đem về Sài Gòn. Vậy đó. Ừ, cái món đó đem về Sài Gòn quý lắm. Cái gì? Cái rau non qua đi bắt được cũng gần cả chục ký á, nửa thùng bê đi xúc với đồng á. Tôi con lên trước nha con. Có dịp về gặp lại con nha. Chúc sức khỏe con nha. Nhưng mà con nay nhiêu tuổi? 74. 74 mà còn khỏe ghê ta. 74 mà còn thức nguyên đêm gói bánh tét à, khỏe quá khỏe luôn. Những người lớn tuổi ở quê thì sống rất là thọ. Đây. Còn không mà út? Thịt bò xào khổ qua. Mày phải chào cái Hoàng Anh. Chào khán giả. À, chào khán giả mà chào bà Năm cái nữa ơi. Chào bà Năm luôn. Ừ. Lâu quá không gặp bà Năm. À, có cái đôi lời nhắn gửi gì bà Năm không? Bà Năm khỏe không bà Năm? Mày muốn người anh bà Năm cho ở đừng lấy tiền nha. Không, lúc này lên bà Năm cho mày ở phòng đặc biệt luôn á. Dạ bữa không lên đi bà Năm. Giờ tới phần ca rồi. Ca rồi. Giờ là quay lại lần 2. Nè. Bây giờ lỡ 50 nha. Tại vì mình còn 50. Quay cái này chiếu đâu. Gặp. Lên mạng luôn, lên mạng luôn. Nhưng mà hết nha. Mời anh tôi anh đại thì tôi 50 anh 50 mươi không rồi ok luôn quay luôn đây quay luôn đây đây mời anh luôn không mà sao mà kia bây giờ tới phần ca nhạc rồi. Để tăng cường thêm hả, tăng cường thêm hả chị, tăng cường thêm hả. Oh, yeah.
Quyên. Ủa cái này máy nó hát mà. Truyền thống miền Tây sông nước là đám tiệc chỗ bãi là phải cây giọng cỏ, quá hay luôn. Cái món này là món đặc biệt là bằng huyết mới có. Đây cái món này là cũng là cái món cốt của cái ông Dự cái đám giỗ quê miền Tây à, xin phép các bạn là cho tôi chơi tới luôn. Có ông ca sĩ này ca nhé giọng Duy Khánh à, tới phần ca nhạc rồi các bạn. Ca mà ó như Duy Khánh nè. Oh.
không biết nào cả đại và tí cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.